Đẹp đâu? Đẹp đâu? Đẹp đâu? Đeo cái gì mà khoe? Lộn tay rồi, đang đây nè. Đeo gì đâu? Bên kia. Đâu đeo gì đâu, đeo gì đâu? Cái tay bên kia, con. Nè, giật cái khe ai? Ơi, chị Xu dành ngồi với em kìa. Ơi. Đẹp đâu? Đẹp lắc lắc cái tay. Ơi, ổng càng lớn ổng giống ai hết rồi. Con giống ai? Tính đâu? À, xuống. Đi vô. Ông xì gù. Vô. Hạnh trùng nhau rồi. Ôi từ. Rồi xuống luôn. Lắc nào. Có nước rồi. Với bộ đồ bà chị Tiền mới kêu chừng nào mặc chụp hình gửi bà. Bà làm mẫu bán tiếp. Nó chưa mặc, sao chụp? Chưa mặc rồi sao chụp, nó nói sao không mặc chụp. Để nó làm, gửi đặng shop làm mẫu bán tiếp. Chỗ đang mở điện. Tiền ngoài đây hả, tiền thấm ngoài đây hả? Có trên chỗ làm. Cúp điện ơi. Trời ơi. Ảnh kìa, ảnh ngồi dưới đất luôn. Ai mua vòng cho đẹp quá vậy? Cho đi Tùng Lâm. Cho đi con. Cho đi. Cho chiếc này đi. Đi. Cho đi. Không thôi cho chiếc bên đây đi. Cho đi. Thôi. Ủa, chơi mấy con ốc này không được rồi. Cho chiếc vòng đi. Cái vòng, cái vòng bên đây đẹp nè. Chơi. Chơi chiếc vòng bên đây đi. Đi. Cho đi, cho chiếc vòng bên đây đi. Cho đi. Cho chiếc vòng bên đây đi. Đi cho đi. Cái gì? Ôi trời, ăn luôn. Trời ơi. Nó ăn nó lại nó câu cổ nhảy vô lộng rồi vậy. Mà không ăn nó quắt mặt người khác. Té. Nắng té. Cho chị ba chiếc vòng đi kìa. Cho chiếc vòng đi. Cho chiếc vòng đi. Thấy được lắm. Dễ lắm, đeo cho tay nó ngồi gửi là được lắm. Hôm qua thằng kia đeo nó không cho. Giờ cái tay nó không cho. Chở nó theo rồi mới ướm vòng vừa chứ. À nội đâu Su? Bà nội đâu? À, tiền rồi, con ốc lông đền gì đâu nhóc trơn. Cho dì ba với vòng đi nha. Cái vòng cho dì ba đi. Để lại. Cho nha. Cho nha. À, cho dì ba đi. Cho nha. Cho dì ba nha. Cảm ơn Tùng Lâm nha. Cho đi. Cho đi. Cho dì ba đi. Sắm cái cổ nữa. Cổ có rồi cho rồi. Có cho rồi mà chưa có, nó chưa có mặt. Trời ơi. Gì vậy? Chọc ồ, chọc. Chọc bối. Ôi chọc bối cả. Tắm đi, cho mát. Tắm đi. Tắm là người ngủ quá. Tắm đi. Cái gì? Mặc đồ. Mặc đồ. Đó, tụt xuống đó. À, tụt xuống. Rồi qua chị Xu. Trời ơi, hết
Không. Đánh đầu này con. Mở vô đi. Ngay luôn. Tổng mà rồi. Cổ. Ừ, cái này giờ là rửa nè. Là mắc cổ hay vậy? Tổng vô là mắc cổ. Kệ. Ê, trời ơi. Leo lên. Cho chồng đây, cho mẹ chồng đây đi. Cho đây. Thôi chứ chồng ơi. Nắng kìa, nắng kìa, nắng. Trời ơi, làm gì vậy đó? 9 giờ, 10 giờ rồi, tới giờ ngủ rồi. Nắng. Kìa mẹ đút cà phê kìa. Ủa ăn gì dính hả? Mì nãy giờ dính không thấy. Tính 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 tính. Chúc ba tính tới rồi nha. Tính 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 tính. Rồi lại 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 cậu Tư Lồng kìa. Kêu kẹo chọc cậu Tư Lồng coi. Xin chiếc vòng nó để cho không Lồng. Nó có chiếc vòng kìa. Hết, bỏ vô bọc đi. Nít giờ đứa nào nó cũng giữ của. Ok ok ok, tới giờ chéo tay rồi kìa. Chí ba tới giờ chéo tay rồi. Nó gõ cái này nè, nó gõ cái này, nó tay nó nhìn, nó gõ vậy. Nó trừng giáp ta. Kìa cái tay nó kìa kìa. Cái tay nó kìa. Đâu đâu cái tay đâu? Cái tay đâu? Đưa tay coi. Té nha con. Té nha con. Té. Nó uống này muốn. Uống. 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 Kìa tới chị Su kìa. Chừng té em con. Hai anh chị bên 8 lạng bên nửa cân. A a a. Để dành cậu Tư, để dành cậu Tư Lồng. Mẹ đút kìa. Trời ơi. Tên sâu cả, tên sâu cả. Hai đứa. Em nha, té em nha. Nắng mùa hè rồi.